em chào tất cả mọi người đã đến với lại kênh của mình nha. Mấy bữa nay thì em tư vấn cho khá là nhiều anh chị em cô chú bên nền tảng TikTok á. Nói chung là cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ mình thấy có rất là nhiều anh chị em cô chú mình không có chú trọng vào ngay chỗ cái vấn đề làm lắng nha. Điển hình như đây là hồ của em Lộc ở tỉnh Kon Tum nha cả nhà. Hệ thống lọc của Lộc ở đây thì cực kỳ đơn giản luôn. Mình chỉ để bơm bên trong hồ, sau đó mình bơm lên một cái túi lọc thôi. Thì thật sự đối với lại cái hệ thống lọc này, mình khẳng định 100% lọc nước không bao giờ tốt được nha cả nhà. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Sau khi mình xem qua phần lọc của em Lộc á, thì mình có những góp ý sau đây để anh chị em cô chú nào ở nhà hồ mình đang gặp những cái vấn đề tương tự giống như của Lộc thì mọi người có thể là tham khảo nha. Cái đầu tiên đó là cái dàn lọc tràn của mình nên sắp cho nó dày vào. Hồi lần nãy lúc đầu clip á, là lọc sắp nó cực kỳ thưa nha cả nhà, nên chắc chắn là nó không xử lý được tốt. Cái thứ hai nữa là mình sẽ chế một cái ống lắng hoặc là một cái thùng lắng, nói chung là lớn nhỏ gì cũng được, miễn là nó tách biệt cái phân với lại cái hệ thống lọc của mình riêng biệt luôn, để nó tránh cái tình trạng là bơm để bên trong hồ đã bị nát rồi mà không có lắng nữa, nó dễ làm cho nước hồ của mình bị vàng. Thì đây là sau khi mà em lọc, nói chung là thêm một cái ống lắng á mọi người, nước trong hơn và cá của mình cũng khỏe mạnh hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ ở đây thì mình sẽ nhờ chủ hồ ha, sẽ chia sẻ một vài cái cảm xúc thời điểm hiện tại bây giờ của em lọc như thế nào sau khi mà mình điều chỉnh lại ngay chỗ phần lọc nha. Trước khi chưa có cây lắng, hồ cá của mình chết trà độc. Sau khi được sự giúp đỡ của anh nhân 1989, tôi đã làm một cây lắng theo sự hướng dẫn của anh nhân vlog, và bây giờ hồ cá của tôi nước đã trong và đẹp hơn, không còn đục như trước nữa. Mình mong rằng video này của mình với lại Lộc á, sẽ lan tỏa được đến tất cả mọi người, đặc biệt là anh chị em của chúng mình mà mới tập chơi mà hồ của mình không có hệ thống lọc tốt á. Có nghĩa là mình chỉ để bơm bên trong hồ và mình làm cái dàn lọc tràn giống như ban đầu khi mà Lộc làm lọc cho hồ này của mình. Thì mọi người không ít thì nhiều hãy nên làm một cái lắng nha, 140 cũng được hoặc là 160 cũng được, nói chung là nhỏ lớn gì không quan trọng. Quan trọng là mình phải có cái lắng để nó tách biệt riêng so với lại cái dàn lọc tràn của mình. Kèm theo đó là ngay chỗ cái phần mà nước từ ngay chỗ lắng qua đó, anh em sẽ tận dụng cái túi lọc để mình tiếp tục lọc nước một lần nữa. Thì theo mình nghĩ là những cái hồ mini tầm cỡ khoảng 1-300 giống như của em Lộc, mình làm một lắng với lại một dàn lọc tràn mình chơi cũng tạm ok rồi anh em nhé. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất nha. Anh chị em cô chú mình xem video thấy những cá nhân chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.